Xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Winter Gamer. Hôm nay tôi sẽ quay một game mới, đó là Anime Battle Simulator V2.0 phiên bản mới. Ở đây có 5 slot, nói chung là 5 cái chỗ để mình lưu con nhân vật thôi. Nói chơi từ đích lên đi, tôi sẽ chọn slot thứ 5. Tôi cũng chưa có chơi nữa nên là sẽ không biết là game này nó như thế nào. Tôi chỉ nghe đồn là nó hay thôi. Nó có hầu hết các nhân vật đây: Naruto, One Piece, Bảy Viên Ngọc Rồng. Rồi bây giờ vô thôi, hãy khám phá game mới thì nó sẽ thú vị hơn. Ryukyo Production. Ồ, tiếng Anh của mình cũng ghê chứ. Vô chưa? À, có ô vô nhóc nè. Bạn bè được Lâm Ngáo, Yogi, Super, Rod, Super, Fatone. Đầu tiên vào game thì nó sẽ như thế này. À, trên đầu có chữ F, chắc hạn F quá. Đây đây này, có bạn hướng dẫn viên du lịch, đó là bạn Lâm Ngáo sẽ hướng dẫn. Thế nào đấy, chưa giờ xíu, thế nào nó nhắn tin hoài ta. Khổ ghê vậy. Tại tôi hỏi tôi lấy code ông tôi đem qua nè. Chờ xíu nha, giữ nguyên trạng thái. Một hồi tôi cắt, hồi tôi cắt cái đoạn đó đi. Đó, tắt mấy cái nhắn tin đi. Thằng nào nhắn tin trong đây đang quay phim, thằng nào nhắn tin kích. Rồi tiếp nha. Đã nói tới đâu rồi ta? À, sau khi hả, nó tới đâu rồi? Nó tới đâu mà Lâm Ngáo là dẫn. À, đầu tiên là để phải khám phá thôi. Nó ghi gì đây nè: bạn không có triệu hồi, hãy click vào đây để triệu hồi. Vậy là chắc là triệu hồi cái nhân vật gì đó. À đây nè, view on tất cả. À, đây là những nhân vật mà chúng ta có thể triệu hồi. Chúng ta triệu hồi, chúng ta sẽ làm những nhân vật như thế này. 55% là common, 25% là màu vàng, tiếng Anh tôi đọc dở quá, màu xanh lá là 15%. Đó, cái màu ở càng dưới thì nó càng mạnh, nhưng mà tỷ lệ thì nó sẽ khó hơn. Bây giờ tôi sẽ quay 5 phát, chấp nhận, tắt chat chat đi, nhìn cho rõ. Son Goku, Ray. Ồ mà Lâm Ngáo ơi, mình quay xong rồi mình không, mình lấy lại được không hay là nó mất luôn? Ờ, quay xong rồi mất luôn. Mất luôn hả? Hiện tại là trang bị xong cu cu. Đấy. Quay mấy cái con à, đây nè. Là mình có mình có 7, mình có mấy cái slot nè, 3 cái đúng không? 1 2 3 cái slot, mình quay 3 nơi được. Con nào ngon thì mình lấy ra thôi. À, nhưng mà cái này à, hàng chi, hiểu rồi. Cái này có, nó có một ô thôi. Cái ô thứ hai thì phải rebirth 5 lần mới tính. Cái ô thứ ba thì phải bỏ 450 Robux. Thôi hiện tại chỉ có một ô. Mới quay có một cái được xong cu rồi nè. Xong cu là Ray. Ray đã lên là khỏe hả? Tôi xong cu là Ray mà. Xong cu là gay nè. Do mà mới vô game nên thôi, mình cứ quay tiếp đi. Đúng rồi, tôi còn có code nữa. Hồi tôi sẽ ghi mã code cho mọi người xem. Tôi sẽ quay tiếp vậy. Quay cái con nào khác, con Ray không? Ô, hay quá. Được, con xong cu tiếp. Thôi, tôi sẽ quay con khác nữa. Con gì đây? Naruto. Naruto cùi hơn Son Goku. Quay tiếp, quay tiếp. Ôi hay quá, lại Naruto nữa. Kỳ vậy Amin. Nãy giờ quay 4 lần mà được có 2 con à. Con gì đây? Vegeta Ray. Rồi bây giờ là hết lượt quay rồi.
quay 5 lượt là tới 225 Robux lận. Nhưng mà không sao, tôi đã có mã code rồi. Mọi người nhập code vào thì sẽ quay tiếp được thôi. Code, một cái code quay đó là, đây tôi phải đi đi. Một cái code quay. Ô, nhập code ở đâu kéo? Đây. Đầu tiên là đi nhập code tiếp đi nha. Mình hết cái lượt quay rồi. Đây, Lâm Ngáo sẽ dắt tôi đi gặp code. Đó, có hình tweet này là nhập code nè. Là tôi tweet nó cái kìa. Đó, enter code. Code thứ nhất là, không, tôi nói vậy thôi, giờ tôi sẽ ra bên kia tôi mở copy tôi dán qua. Đó, không to lên. Code thứ nhất là đây, tờ lớn hào nhỏ n nhỏ x 41 k l lớn y nhỏ k e s enter. Không có gì tơ ngáo ơi, chỉ chắc có nó khách hàng rồi đó, hay lắm. Vậy tôi thử code mới kìa. Sao không được à? Đây, code thứ hai đi. 95k wood. Không thấy gì hết tầng ta. Không biết là có quay được hay chưa. Đây, hay quá, được rồi nè. Thì nãy giờ tưởng không được. Là tiểu hồi được 18 lần. Tôi tiểu hồi mỗi tay luôn. Chưa biết chuyện gì xảy ra mà vô quay cho đã cái hả. Wow, giam cha. Wow, lại giam cha. Ở đây nó có cái chiêu đúng không Lâm Ngáo? Cái chiêu nó có level 20 mấy, là mình phải tới level đó mình mới đánh được hả? À, hay quá, giam cha tiếp. Hình như tôi đứng gần thằng giam cha, tôi quay ra giam cha không hay sao á. Ờ, hay quá, Naruto. Kiếm phần nào ngon ngon cái coi. Ôi, hay quá, lại giam cha nữa. Gì đây? Ô, giam cha tiếp. Để tôi đi ra cái chỗ nào khác khỏi thằng giam cha này coi. Ôi, đứng gần ông này đi. Kakashi đi ha. Đứng gần Kakashi, quay cứ ra Kakashi không. Quay toàn ra giam cha không à. Hay quá, vẫn giam cha. Nó giam gì mà nó giam dữ vậy. Ui, giam cha tiếp. Còn 10 lần quay. Giam cha. Thường chúng ta có cái con ray trở lên thì sẽ ngon hơn. Theo hướng dẫn viên Lâm Ngáo là như vậy. Nhưng mà từ nãy giờ ra toàn là con ray không à. Con gì đây? Sao giam cha hoài vậy? Giam cha nữa ngáo ơi. Kiếm con ray. Hồi nãy ra con ray đó mà tôi đổi bây giờ thành giam cha suốt nè. Ray. Thôi tôi sẽ trang bị xong Goku. Rồi bây giờ tôi sẽ quay tiếp nữa. Khi nào có con mới ngon hơn con ray thì mình trang bị vô. Không thì thôi mình bỏ. Hinata nè. Giam cha. Sao code cho toàn giam cha không hả ta? Một cái code đầu tiên lúc nãy tôi nhập là được số lượt quay. Cái code thứ hai là được tiền. Lúc nãy tôi chỉ có 1.000 phải không ta? Hình như 1.000. Bây giờ được 15.000 rồi nè. Một code thì được tiền, một code thì được lượt quay nha. Hinata có tiếp. Lượt quay, có thứ hai là được tiền. À vậy hả? Có đầu tiên là lượt quay, có thứ hai là được quay với tiền. Đây, vô cái này là cái rương của mình. Không có gì hết. À, đây. Đây thấy rồi. Đây là bản hướng dẫn. Chiêu X, chiêu M và chiêu C. Đó là những cái gì? Chiêu X là hiện tại chưa có thấy gì hết.
Chim em mờ. Ủa nãy tôi chưa trang bị con nhân vật vô lắm ngáo ơi. Sao giờ tôi bình thường này không 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 có ra con gì hết ta? Bấm vô ngọc rồng. Ở cái dòng chữ màu tím đó. Ở dưới cái vòng quay. Thấy bà hồi nãy giờ mình nhớ là mình trang bị. À vậy là quay con mới là nó phải lấy con mới nhất đúng không? Chứ không phải là mình muốn chọn con nào mình chọn. Thôi thành con gái bất đắc dĩ rồi. À hồi nãy là tôi tưởng là quay xong rồi thì gặp cái con nào mình thích thì mình trang bị, mà không phải mình bấm trang bị thì nó cũng không bấm thì nó cũng là con nhân vật bình thường thôi, phải bắt buộc phải trang bị. Mình quay con mới thì nó sẽ tự động nó xóa con cũ đi. Rồi bây giờ thử chiêu ít ít không đánh được, chiêu ít là chạy nhanh hả? À vậy nãy giờ không nói sớm chú ghi. Chưa biết là chưa chạy nhanh nha các bạn. Chi nãy giờ thấy đi chậm quá. Chiêu em mờ. Khi ông hết năng lượng á. Rồi hết năng lượng chạy xe. Rồi giờ chiêu mờ. Mờ là mở cái kho của mình lên. Đây nè, có Starboy 2 điểm. Này chắc máu. 1 điểm máu, 1 điểm là tốc độ và khả năng hồi chiêu, một cái là đam. Mới vô thì thôi mình tăng đam cho chắc. Farm hay đánh gì cũng dễ. Đây, chưa có debuff lần nào. Kiếm, mới vô người ta cho sẵn cây kiếm. Item, skill. Hết rồi, chưa có học đủ. Shop, game pass. Rồi không có liên quan. Rồi chỉnh ngôn ngữ, không biết có tiếng Việt hay không. Không, không chỉnh được ngôn ngữ luôn. Đó là nút M, rồi tới là nút C. Nút C là sạc pin. Là hồi năng lượng. Tôi đeo cái kiếm vô rồi mà làm sao tôi lấy cái kiếm ra được đây? À đây nút E. À vậy à. Rồi để tôi khám phá tiếp nha. Video này là chúng ta chỉ đi khám phá thôi chứ chưa có đánh hay là gì hết. Top này kia chưa có gì hết. Đáng lẽ phải có tên, tôi tên đây chứ. Tôi đứng lên cho nó tên top. Đây đây đây, ai thấy top chưa? Đó. Bất đắc dĩ làm con gái luôn mới đau quá chứ. Rồi làm sao để có thêm lượt quay vậy Lâm Ngáo? Đợi update lần sau. À vậy hả? Yugi cũng thấy level 1 nè. Ở đây là Son Goku. Bạn có muốn trở nên mạnh hơn không? Rebirth. À mình phải lên một level, level 100 mình mới rebirth được nha. Đi chưa cho đi. Có cái dấu này là rebirth. Rồi Kakashi là làm gì đây? Này chắc bán vé xem phim. Quest Commission. Là ông này là nhận nhiệm vụ nhưng mà hiện tại là chưa có. Rồi đâu nữa ta? Ông này ngồi đây làm gì? Chắc là leaderboard display hiển thị những người mạnh nhất. Chưa ra luôn. Rồi bây giờ đi tiếp thôi. Đại sảnh này chắc chỗ này là chỗ đi tới vùng đất đánh nhau hay gì đây. Khoan hãy qua, mình sẽ đi một vòng xung quanh nha. Đây hồi nãy cũng như cái bảng ở trên đây đó. Đây thì mình nhìn trên đây. Cái bấm thì nó cũng lên tới đây thôi. Tôi hiện tại là Hinata. Không biết sao chọn con gái luôn mới đau. Lúc nãy là được xong Goku nè. Yamcha là cùi nhất. À cũng con gái nè. Tôi cũng con gái. À nhớ rồi, con nhỏ này là nó chơi chiêu ship giấy đúng không? Giấy nó ra bùa nổ nè. Ta là Nhu Quyền. Đây là bảng xếp hạng. Để coi là nó có những nhân vật nào nha. Yamcha, Bả Viên Ngọc Rồng, Naruto. Hết rồi. Sao có hai game à? Hai game mà cũng nhiều nhân vật đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá tiếp là
thằng này coi cái này nó làm gì đi, đứng dưới gốc cây làm gì, hỗ trợ năng lượng gì, Mazda, hô hô, rất là thú vị. Hiện tại chưa update gì hết nên là chưa có menu, chữ menu là chữ M, bed shop, commission, chừng nữa nó sẽ bán vài con bed ở đây. Ở đây là shop trang bị, để coi shop trang bị ra sao. Ô, có bán đồ nè, cây kiếm, đam cũng to, tốc độ cũng to đó, 400.000. Có cây kiếm nào mà mình mới mua vô mình mua được luôn không ta? Alon gì? Alon Gite, cây kiếm cơ bản này, tốc độ cao, đam thì hay bé, 50.000, 400.000, 550.000, 350, 200. Ô sao giặc giá nó giảm từ từ nè. Cây gậy của Tôn Ngộ Không, cây gậy năng lượng. Ô cây quạt, đủ món hết. Ô nhiều kiếm lắm. Hết rồi, hết rồi, tới đây thôi. Ô sao thoát ra ta. Đây exit shop. Ở đây bán kiếm. Còn chỗ nào nữa không ta? Anime and Manga Club. Ở đây là câu lạc bộ. Thằng này là gì? Bộc phá vương. Anh này tông My Hero nè. Tiếp theo, chỗ này chỗ gì đây? Chắc là đại tự tử. Chúng ta tới đây chúng ta nhảy xuống là tự tử ha. Không cho ra. Bên kia có đảo trên trời nữa, đảo của bãi viên ngọc rồng. Rồi cái này gì đây, tem à, chắc là người sáng lập ra game này nè, admin á. Trên đây có nhận nhiệm vụ à, chỗ này chỗ hồi nãy mà. Vậy là xong rồi, chúng ta đã đi review quanh quanh map rồi, bây giờ chúng ta đi vô cái sảnh chính rồi. Ồ, Tony với Đâm Ngáo đâu rồi? Ý lộn, Yugi với Đâm Ngáo đâu? Đi farm rồi. Đi farm rồi hả? Trời ơi, tôi mới đi dạo có một vòng đi mất tiêu rồi. Thôi vậy bị bỏ rơi rồi, mình tự lực cánh sinh vậy. Game Zone. Sẽ đi tham gia game coi coi. Nói chuyện lâu quá vậy. Sẵn sàng bắt đầu chiến phiêu lưu của bạn. Oh yeah. Wow, map cũng nhiều đó. 1, 2, 3, 6, 8 map. Bây giờ sẽ đi tới Kami City, thành phố của vị thần. Kami City đó. À, mình chạy ra, nó tăng cái điểm chạy của mình lên nè. Đó, mình đi thì nó tăng nè. Vậy là đánh tay, nó tăng điểm đánh tay lên. Sử dụng autolit để cho nó khỏe. Sao đánh không tăng điểm đánh tay lên vậy anh em? Là phải vô phòng tập gym đánh. Trời ơi. Tập gym. Tập gym nữa. Tập gym. À? Gym hay là gym? gym. Gym đây. Có chữ gym đây. Gym. Đi tập vô tập gym kìa. Ai đời con gái đi tập gym. Đập đấm đấm nè, đó, tăng lên 4 stat. Ôi, lên level luôn. Rồi lên. Đập. Level 3 rồi. Ủa, nó lên vitamin gì đâu đây nữa. Hết năng lượng, hết năng lượng. Level up. Nhấn nút C để sạc pin. Lúc nãy nó nói. Ghê không? Ninja mà cũng dẫn công giống như bãi viên ngọc rồng được nữa. Vậy là dữ rồi đó. Sao? Đánh nè. Tiếp. Ở đây tôi dùng autolit cho nó nhanh. Các bạn muốn tải autolit thì bấm vào đường dẫn bên dưới luôn nhé. Vô.
bạn đã yếu pin rồi, sạc pin. Đó, thì nó auto lit và kết hợp với auto key bo luôn. Đứng, vừa bấm vừa sạc pin luôn nè. Đó, đánh hết pin rồi cái mình bấm nút C mình sạc pin. Sạc nhanh mà. Level mấy rồi? Level 5 rồi. Level 100 là mình rebirth. Rebirth không biết là rebirth nó được cái gì không? Có thể là farm nhanh hơn hoặc là chỉ số mạnh hơn. Ồ, thanh niên kia hết đất kìa. Rồng nè. Rồi, sau một hồi luyện tập chăm chỉ khoảng chừng 1 phút 30 giây để tôi coi lại chỉ số coi. Ồ, được 8 điểm nè. Gì ngáo? Đang. Có quái đó hả? Vừa là được 10 điểm nè. Quá nhanh lên hơn hả? À, chưa để tôi hít đất vài cái để kiếm một ít năng lượng cái hả? Cái chỗ này không có đủ chỉ tiêu để mình nhơn. Mình mới qua đây tập. Tập đây. Cộng 2 defense. Qua đây coi cộng bao nhiêu defense. Bên đây chỉ cộng 1 thôi. Ở đây nhân 3 khi mà được 1000 defense. Thì chúng ta chưa đủ thì chúng ta qua đây tập. Đó. Cộng được 2 defense. Lên level 6 rồi. Đất thôi. Ta đang hết đất nè. Hết đất không có không có sạc pin được. Phải đứng dậy sạc pin xong mới hết đất được nữa. Không sạc pin lúc nằm được. Nào ta cùng hết đất tập thể dục thể thao. Cái này là muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Làm gì đây? Giờ là tập tiếp. Ờ, để tôi tập xíu cho nó lên nữa cái hả? Ờ, tập tôi lên một ít defense cái hả rồi tính. Cái gì đến quái mà không có defense thì nó đập cái chết sao? Ta đập một cái nó chết rồi. Đập một cái nó chết rồi. Hả? Vậy đó hả? Là ở đây toàn là Saitama không hả? Một hit là chết ngay đó hả? Mình muốn chết. Gì được. À. Ô mà điểm kiếm với điểm tay là như nhau hả người? À đánh tay hả? Tôi tưởng là đánh kiếm. À điểm tay với điểm kiếm là như nhau hả? À, vậy. Nhìn nó chia cái hai cây chi vậy? Không có điểm tay được tiếp là điểm mạng. À. À, là dùng tay để cầm cây kiếm nên là điểm tay với điểm kiếm như nhau. À, chút. Vậy là điểm tay là nền tảng á hả? Điểm tay rồi điểm phòng thủ không cần hả? Tăng bao nhiêu nó đánh một cái cũng chết hết hả? Hơi ngộ hả? Trận công level 7 sắp lên level 8 rồi. Rồi lên level 8 rồi. Giờ chưa để tôi tăng chỉ số lên chứ hả? Hạng bây giờ là hạng F. Rồi chạy ra thôi. Rồi hướng dẫn viên du lịch đâu rồi? Bớ hướng dẫn viên. Đây đi theo. Khi chạy thì mình sẽ tăng chỉ số nữa. Tăng chỉ số từ từ mình sẽ chạy nhanh lên. Rồi khi mình có các chỉ số ở đây thì tôi nghĩ là mình khỏi up điểm chạy. Mình chạy vậy là nó tăng lên rồi. À đây hả? Hốt thôi.
Tôi. Ủa không phải đâu, cái này người chơi mà. Ủa này ông Jakin mà. Đánh nhau luôn. Sao giờ tự nhiên tôi chọn ông Jakin luôn rồi, sao bỏ ông đây? Bị ai giết rồi? Bằng nhau giết pháp. Trời ơi, hướng dẫn viên mà nó dụ mình ra mà đó nó giết. Bấm nút X để chạy nhanh. Thôi đi ra đánh quái thôi. Tự nhiên nó on trong mặt rồi. Đi kìa. Đi kiếm gì người ta bị người ta giết sức làm rồi. Phải rồi, ngáo quá mà. Này, giờ tôi sẽ hốt thằng này level 15 à. 15. Đấm nó chưa chết mà nó đấm tôi chết rồi. Mà không kiếm ra chém. Kiếm ra chém hả? Ok. Kiếm ra chém. Kiếm chém một phát rồi chết à? À, dùng dùng tay để luyện nhưng mà rốt cuộc là dùng kiếm để chém. Wow, mạnh quá. Được cộng 29 tiền. Không biết là autolit ở đây có được hay không nữa. À, đánh là phải hồi chiêu. Hồi chiêu lâu quá. Ờ, đã vậy đừng đánh hụt nữa chứ. Trời. Bảy mươi. Hôm nay tôi chỉ review chung quanh đây thôi, với lại đi vào chơi thử một xíu. Ở những video tiếp theo thì tôi sẽ làm kỹ hơn về các nhân vật này kia. Rồi chỉ số, rồi trang bị, rồi những cái tuyệt chiêu. Đây, những tuyệt chiêu hiện tại tôi vẫn chưa mở nữa. Rồi những anh hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Bye bye, bye bye, bye bye coi. Hai ông bye bye. Bye bye.